Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ học cách đăng ký tài khoản Tracking Click. Việc Tracking Click tức là chúng ta sẽ kiểm tra xem với một cái liên kết mà chúng ta kiểm tra đó có bao nhiêu click và sẽ biết được cái nguồn traffic đến từ đâu. Ngoài việc tracking, chúng ta có thể rút gọn những cái liên kết chúng ta cần quảng bá cho nó đơn giản hơn và dễ nhớ hơn. Khi đó thì việc quảng bá nó có thể là dễ dàng hơn. Ngoài ra, cái việc mà rút gọn link nó còn có tác dụng là chúng ta sẽ ẩn được cái link affiliate. Đây là một trang có thể giúp chúng ta rút gọn link affiliate nhưng mà không có tracking được cái số lượng click cũng như là traffic. Thì cái công cụ này các bạn có thể là đã sử dụng nhiều lần và cũng khá là quen thuộc. Một công cụ thứ hai chúng ta có thể dùng đó là bit.ly.com. Thì với công cụ này chúng ta cũng có thể tracking được số lượng click và rút gọn được link affiliate hoặc là link bất kỳ của chúng ta. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần là ClickMeter. Với cái công cụ này các bạn có thể đăng ký miễn phí và các bạn sẽ có được một số lượng tracking ban đầu là khoảng 1.500 click trong một tháng nếu mà các bạn đăng ký theo cái link refer của người khác, hoặc là 1.000 click một tháng cho với cái link và các bạn đăng ký bình thường. Tức là các bạn sẽ tạo được một cái tài khoản miễn phí và họ sẽ cho chúng ta là 1.500 credit về click. Tức là mỗi tháng chúng ta có thể tracking được 1.500 click. Sau cái số lượng đó thì sẽ không tracking được. Thì việc đăng ký khá là đơn giản, thì các bạn vô clickmeter.com và các bạn bấm cho sign up. Như ví dụ này các bạn có thể thấy là chúng ta có thể kiểm tra được cái số lượng click cho một cái link mà chúng ta đã ẩn là bao nhiêu và đồng thời nguồn traffic đến từ nước nào. Như thông tin ở trên màn hình các bạn có thể thấy đó. Thì việc sử dụng cái link tracking nó vừa rút gọn được mà vừa biết được cái traffic của chúng ta đến từ đâu, cái nguồn traffic nó có chất lượng hay không, và đồng thời chúng ta cũng có thể biết được cái số lượng click. Cái này nó áp dụng vô một số cái khi chúng ta cần kiểm tra số lượng hoặc là chất lượng cho cái link mà chúng ta đang cần quảng bá. Thì muốn tạo một cái tracking mới chúng ta có thể làm như sau. Các bạn bấm vô New Link hoặc là New Campaign trước. Nhưng mà ở đây tôi lấy một đơn giản, ví dụ đơn giản thì chúng ta bấm vô New Link. Thì chúng ta có thể điền vô đây, ví dụ như là cái link mà chúng ta cần track. Ví dụ đây là cái link mà chúng ta cần track. Thì đây là cái tên rút gọn, thì chúng ta có thể lấy bất kỳ hoặc là nó sẽ là hiển thị một cách random, nhưng mà chúng ta có thể điền theo cái mong muốn của chúng ta, ví dụ như thế này. Đồng thời ở phía dưới đây các bạn cũng thể chọn và cũng các bạn cũng có thể ghi chú cho cái tracking mà chúng ta đang cần kiểm tra, cái link đó chúng ta đang cần kiểm tra là nó thuộc dạng nào. Rồi chúng ta bấm lúc nãy là tôi bấm nhầm về New Campaign. Chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ chọn link tracking ở phía dưới Create New Tracking. Còn nếu mà chúng ta chọn cái campaign mới thì chúng ta bấm vào đây, hoặc là chúng ta sẽ chọn ở trong những cái campaign mà chúng ta đã có sẵn ở trong đây đó. Thì bấm vào đây để chúng ta sẽ tạo được một cái tracking. Như vậy là cái link gốc của chúng ta là link này, và cái link mà chúng ta cần lấy đã được add cho ClickMeter mà có phần tracking là cái link như thế này. Thì khi quảng bá thì chúng ta chỉ việc copy cái đường dẫn đó và đăng ở bất kỳ chỗ nào, thì khi đó khi họ bấm vô đây thì cũng đều được xác định là đã tracking. Như vậy là số lượng click bây giờ là 2 cho cái link này. Để kiểm tra thì tôi lấy thử cái ví dụ như cái link vừa rồi, tôi kiểm tra thử cho các bạn. Như các bạn có thể thấy cái tracking vừa rồi các bạn thấy là có 2 click, nhưng mà unit là chỉ có 1 tại vì nó đến từ một cái địa chỉ IP. Mặc dù chúng ta thấy là bấm 2 lần nhưng mà thực ra nó chỉ có 1 cho cái unit thôi.
Nhưng mà chúng ta có thể biết được cái số lượng click này bao nhiêu. Nếu mà chúng ta bấm vô những cái thông tin phía bên tay phải này, chúng ta sẽ biết được thông tin được về cái IP, rồi thông tin về cái hệ điều hành mà cái nguồn traffic này mang lại. Giống như là ví dụ như là nếu mà các bạn bấm vô một số thông tin dưới đây, chúng ta có thể biết được cái quốc gia mà mang đến cái traffic này, đồng thời cái hệ điều hành của cái người đang sử dụng mà bấm vô cái link đó, ví dụ như là Win 7 hay là WinXP hay là sao đó, thì tất cả những thông tin nó đều có hiển thị ở trong những cái menu bên đây. Thì với cái công cụ là ClickMeter này, chúng ta có thể vừa tracking vừa rút gọn link affiliate, và nói chung là link bất kỳ, không nhất thiết phải link affiliate. Với nhiều chương trình affiliate cái link nó rất là dài, thì với việc sử dụng những cái công cụ rút gọn như vậy, chúng ta sẽ cho cái link nó hiển thị một cách là ngắn gọn hơn và đơn giản hơn. À, phần tracking link tới đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn thành công.